Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phổ biến trên mạng Internet, qua hệ thống viễn thông khiến cho nhiều người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Những tổn hại về kinh tế dù ít dù nhiều vẫn sẽ tiếp tục xảy ra nếu người dân không tự nêu cao tinh thần cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu. Đối tượng này cũng đã là hack Facebook của tôi thì vay rất là nhiều người thân mà kết bạn Facebook với tôi. Thì qua đó thì một bạn đồng nghiệp trong cơ quan thì cũng là tin tưởng ấy, cũng chủ quan. Bạn ấy cũng chuyển cho 3 triệu rưỡi. Thì khi bạn ấy chuyển xong thì bạn ấy gọi điện lại cho tôi thì tôi mới ngớ người ra là bản thân mình thì không được vay tiền mà tại sao lại đồng nghiệp của mình đi chuyển tiền cho cái đối tượng đấy. Thì trước khi mà tôi bị hack Facebook thì cũng có một cái người em của mình ấy cũng nói là chị bấm hộ em vào cái đường link này, chia sẻ bài hộ em như kiểu là một cái cuộc thi nào đấy chẳng hạn. Thì tôi cũng nghĩ là nó là bình thường, thì em mình nhắn tin vào Facebook cho mình như vậy thì mình cũng ấn vào cái đường link đấy. Thế thì qua ấn vào độ khoảng được một tuần sau thì là nó đối tượng đã hack mất Facebook của tôi và tìm hiểu rất là kỹ càng qua tất cả các tin nhắn của tôi thì đối tượng đấy bắt đầu là lợi dụng vào như vậy. Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng xấu đã hack Facebook của chị VTTA ở xã Thanh Sương, huyện Điện Biên với mục đích vay tiền từ bạn bè, đồng nghiệp và những người thân qua mạng xã hội rồi chuyển đến số tài khoản lạ. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có không ít người sập bẫy. Ngoài việc hack Facebook để vay tiền, tội phạm lừa đảo qua mạng và hệ thống viễn thông còn giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để lấy thông tin cá nhân nhằm thực hiện mưu đồ xấu hay đe dọa chiếm đoạt tài sản. Trường hợp của ông Hoàng Văn Bình, xã Thanh Sương là một ví dụ. Khi nhận được số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ làm công tác bảo hiểm ở xã, ông Bình đã cung cấp số thẻ bảo hiểm và căn cước công dân cho đối tượng. Khi nhận ra dấu hiệu nghi ngờ, gọi điện lại thì đầu dây bên kia đã không thể liên lạc được. Một cô nữ gọi là xin là cháu là viên bảo hiểm y tế của xã. Thì cái chú bảo là thẻ bảo hiểm y tế của chú là không vào được máy nó không nhận. Thế tôi bảo là thế làm sao không nhận. Thế bảo cô bảo bây giờ cho cháu cung cấp cho cháu cái ngày tháng năm sinh và cái số thẻ bảo hiểm căn cước. Phương thức thủ đoạn mà loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thực hiện chủ yếu là giả mạo các cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân, thông báo lệnh bắt, quyết định khởi tố của cơ quan công an qua mạng để đe dọa yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay giả mạo nhân viên ngân hàng, bưu điện, lừa đảo qua các mạng xã hội và cho vay tiền qua app. Tôi cũng có biên tập các bài viết chia sẻ trên cái trang Facebook của công an thành phố. Thế rồi chúng tôi cũng có chia sẻ với các trang Zalo mà giữa cảnh sát khu vực kết nối với nhân dân để tuyên truyền cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo. Thì chủ yếu ở đây thì các đối tượng đánh vào cái lợi ích vật chất, thế và cũng một số đối tượng thì mang cái danh nghĩa là của các cơ quan thực thi pháp luật như là cơ quan điều tra của Bộ Công an và Viện Sát nhân tối cao. Thậm chí là các đối tượng còn có chia sẻ các cái lệnh bắt để cho nhân dân hoang mang, để nhân dân người dân ấy, khi bị đối tượng đưa các cái lệnh đó ra thì vội vàng thiết lập một cái tài khoản ngân hàng khác để chuyển sang. Sau đó thì đối tượng đã dùng cái đã tìm mọi cách để lấy được cái mật khẩu, cái mã OTP để rút tiền. Để chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua không gian mạng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên Internet cho bất kỳ người lạ nào gọi đến. Không chuyển tiền cho bất cứ ai, bất cứ yêu cầu nào khi không có căn cứ cụ thể rõ ràng bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết, tránh những tổn hại về kinh tế.